Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Không may, em mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Gia đình cùng với chồng con cũng đã nhiều ngày đưa em tới bệnh viện, cũng đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa. Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV của chúng tôi ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho phép Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như là chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả các quý vị có thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đến với video ngày hôm nay thì Vượng Hạnh xin được cập nhật tới toàn thể quý vị và các bạn trong ngoài nước một lễ tang thật sự hết sức đau lòng. Đó là lễ tang của em Vũ Thị Hải Anh. Em Hải Anh thì sinh năm 1993 và em đang ở Kon Tum. Không may trong cái thời gian vừa qua thì em mắc phải một căn bệnh trọng và gia đình cùng với các y bác sĩ cũng đã hết lòng cứu chữa, gia đình cũng đã tận tình chăm sóc. Mong rằng bệnh của em mỗi ngày một thuyên giảm để tiếp tục trở về với gia đình để lo cho chồng, cho con. Nhưng thưa quý vị thì cái căn bệnh này nó gọi là căn bệnh ung thư. Em đã không qua khỏi và chút hơi thở cuối cùng nay đã trở về với tổ tiên. Đây là một sự mất mát quá to lớn đối với gia đình. Sau đây thì lễ tang diễn ra như thế nào? Vượng Hạnh xin được kính mời các quý vị của bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Kính thưa toàn thể các quý vị và các bạn thân mến. Tiếp tục ngày hôm nay, Vượng Hạnh xin được cập nhật tới toàn thể quý ông bà, cô bác, anh chị, quý vị và các bạn trong và ngoài nước một lễ tang thật sự đau lòng. Đó là lễ tang của em Vũ Thị Hải Anh. Em sinh năm 1993, nguyên quán Việt Hồng, Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, trú quán tại Đắc Bình, Đắc Ngọc, Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Không may, em mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Gia đình cùng với chồng con cũng đã nhiều ngày đưa em tới bệnh viện, cũng đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa. Song cũng vì căn bệnh quá nặng mà em đã không qua khỏi và đã chút đi hơi thở cuối cùng, nay đã trở về với tổ tiên, để lại cho chồng, cho con nhỏ một nỗi xót xa vô hạn, không có gì có thể bù đắp được. Thế là kể từ đây âm dương cách biệt, chẳng bao giờ có thể gặp lại một người mẹ, một người vợ kính yêu ngày nào được nữa. Thưa quý vị, cuộc sống luôn là vậy. Số mệnh của mỗi người thì chắc hẳn là sẽ khác nhau. 8-90 cũng kể một kiếp người. Nay em 31 tuổi, em đã vội rời xa trần thế để về vui với nắng sớm mây chiều. Em Vũ Thị Hải Anh hiện tại cũng đã có một cháu trai. Cuộc sống của em đang lúc phát triển, đang đà, kinh tế đang đi lên. Thì giờ đây, không may em mắc phải căn bệnh trọng. Đã nhiều ngày, nhiều tháng, chồng con đã vất vả, nghe tin đâu có thầy thuốc tốt là gia đình lại đưa em tới đó. Cũng chỉ nghĩ rằng còn nước thì còn tát, mong cứu được em để có thể tiếp tục em trở về chung sống cùng với chồng để chăm lo cho các con. Nhưng đau đớn thay, căn bệnh quái ác nên em đã không qua khỏi và đã vĩnh viễn rời xa nơi này để về vui với nắng sớm mây chiều. Cả một cuộc đời tần tảo vất vả nuôi con cho đến ngày hôm nay. Nay cuộc sống cũng khá giả thì em không còn nữa. Tất cả mọi người xa gần
ai nghe tin cũng đều trở về đây để cùng nhau thắp cho em một tuần nhang cuối cùng, để tiễn em nốt chặng đường, để em về nơi cõi Phật được an bang mát mẻ. Lúc này đây, biết bao người đang tề tựu, đang đứng gần bên linh cữu của em, để cùng nhau thắp một nén nhang lòng, để cầu nguyện cho hương linh của em Vũ Thị Hải Anh sớm được siêu thoát về với cõi Phật, được an giấc nghỉ ngàn thu. Kính thưa quý vị, cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn trong thời gian này đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Vượng Hạnh TV. Xin chúc cho quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an cho cuộc sống. Mong quý vị hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho kênh. Cảm ơn các quý vị và các bạn rất nhiều. Sau đây là chương trình lễ tang của em Vũ Thị Hải Anh, thì xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị và các bạn trong và ngoài nước, mời các quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi video. Hẹn gặp lại các quý vị và tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào quý vị. Thank you.